bắt đầu với cái phần là chống liệt về carbohydrate. Được chưa? Hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu là chống liệt về carbohydrate, và carbohydrate thì ở bên trong đề thi trung học quốc gia ấy, thì là nó sẽ gồm có 3 câu, là 2 câu dễ và 1 câu bình thường. Thế thì ở đây các cháu cần phải nắm được phần là lưu ý cần nhớ lưu lại kẻo quên. Đấy, chỗ này phần lưu ý cần nhớ lưu lại kẻo quên cùng với chú Minh, thì các cháu nhớ phải đọc qua phần này ạ. Thế thì các cháu đợi chú Minh một tí xíu để cho các cháu đọc qua phần này đã. Thế thì ở phần này thì chúng ta cần lưu ý những cái gì ạ? Thế thì carbohydrate của chúng ta nhá, thì nó được chia thành carbohydrate của chúng ta thì nó được chia thành ba loại chính ạ. Một loại là monosaccharide. Ui, cái đèn của chúng mình nó đã bị trục trặc. Một loại là monosaccharide, một loại là disaccharide. Monosaccharide của chúng ta thì là một loại là monosaccharide nhá. Monosaccharide của chúng ta thì là gồm glucose và fructose. Một loại là disaccharide. Disaccharide của chúng ta thì gồm là saccharose và maltose. Một loại nữa của chúng ta thì nó là polysaccharide. Thì polysaccharide thì nó là gồm là anh polysaccharide của chúng ta thì nó gồm anh tinh bột và anh cellulose. Đấy, các cháu cần chú ý cái chỗ phần đó. Thế thì sau khi chú ý phần đó xong thì các cháu cần chú ý đây, monosaccharide đấy, tên gọi này, glucose này, fructose này, cấu trúc của nó như thế nào. Đấy, như các cháu nhìn thấy, ví dụ như là glucose của chúng ta thì cấu trúc của nó là gồm 5 nhóm OH, một nhóm CHO nhá. Fructose là cũng 5 nhóm OH, một nhóm C nối đôi O, tác dụng được với AgNO3 để ra được hai bạc, đấy là với anh glucose. Còn fructose thì cũng tác dụng được hai bạc, nhưng về mặt bản chất là fructose trong môi trường kiềm nhá, fructose trong môi trường kiềm thì ngay lập tức là nó chuyển đổi lại thành glucose. Và chính bởi vì là nó là chuyển được như vậy, thế nên là nó sẽ có khả năng đấy thực hiện phản ứng tráng gương. Đấy, các cháu hiểu không ạ? Nhá, các cháu hiểu không ạ? Ok ạ. Nào, tiếp tục này, COH 2 lần thì cho dung dịch màu xanh lam, fructose thì vào COH 2 lần cũng cho dung dịch màu xanh lam ạ. Tác dụng với hydro thì cả hai anh thì đều cho ông ta là gì ạ? Sorbitol. Nước brom thì chỉ có glucose thì mới làm mất màu nước brom thôi, còn fructose thì không. Lên men chúng ta thì cũng chỉ có một anh glucose thì nó lên men để tạo thành CH5OH thôi và CO2 thôi. Ok, các cháu hiểu không ạ? Mình bắt đầu vào chiến đấu được chưa ạ? Ok, mình bắt đầu vào học nhá. Để buổi học diễn ra thật là tốt đẹp và thật là vui vẻ thì chúng mình rất là mong muốn tất cả các cháu cùng comment đáp án cùng chúng mình ạ. Ok, để chúng mình hướng dẫn chúng ta về monosaccharide thì tí nữa disaccharide đấy ạ. Disaccharide gồm saccharose và maltose. Đây, cấu tạo là gồm glu và fructose, glu với glu liên kết glycosid tác dụng với COH 2 lần, cả hai đều tác dụng với COH 2 lần. Thủy phân cho môi trường axit ạ. Được chưa? Tác dụng AgNO3 thì chỉ có 4 nan tác dụng thôi. Cuối cùng là đến gì ạ? Cuối cùng là đến polysaccharide ạ. Polysaccharide đây, cấu tạo đây ạ. Tinh bột thì amylose và amylopectin. Cellulose thì không phân nhánh, liên kết glycosid 1,4, 1,6, 1,4. Thủy phân trong môi trường nước thì ra glu. Riêng tinh bột thì với iốt thì có màu xanh tím. Lên men thì cả hai đều lên men. Tác dụng HNO3 thì chỉ muốn thằng gì thôi ạ? Chỉ có muốn thằng cellulose thôi ạ. Ok, mình bắt đầu vào học nhá. Bắt đầu chiến đấu ạ. Ở trong phần chống liệt về carbohydrate này, chúng mình có tổng cộng là 58 câu ạ. Có tổng cộng là 58 câu. Chúng mình sẽ chia các mức độ từ mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4. Thì là các cái câu mà khó dần ạ. Nên các cháu chú ý ạ. Chúng ta vừa trao đổi với nhau, chúng ta vừa học vừa comment đáp án để mà chúng ta học giỏi hơn nhá. Ok ạ, được không ạ? Câu số 1. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây ạ? Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây ạ? Là cả nhà có nhớ không ạ? Thủy phân hoàn toàn tinh bột
mà trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây? Ok, chất nào chất nào là các cháu cùng làm với chúng mình xem nào. Tinh bột đấy, mình vừa học xong đây, tinh bột đấy, thủy phân tinh bột đây thì thu được gì? Glucose nhá, glucose, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? A, glucose. Câu số 2. Câu số 2, để tráng một lớp bạc lên ruột phích, để tráng một lớp bạc lên ruột phích thì người ta cho chất X phản ứng với lượng dương dịch Ag2O3 trong N3 đun nóng, chất X là. Ui, cái này hay lắm ạ. À, cái này khá nhiều cháu là sẽ đi chọn là anh ăn anhydromic, nhưng mà may mắn là trong này không ăn anhydromic, đáp án chúng mình không ăn anhydromic. À, tại vì các bạn ấy lý luận là bởi vì thằng ăn anhydromic ấy thì là nó tráng bốn bạc. Thế nhưng các bạn ấy quên mất một điều rằng là ăn anhydromic thì cực kỳ độc. Thế nên nó chỉ cần dư một chút ở bên trong cái phích chúng ta thôi, uống vào chúng ta lè cổ, trợn mắt đi luôn. Được chưa? Thế nên các cháu chú ý nhé. Nó là nếu mà đã ứng dụng ở trong cái việc mà có con người sử dụng vào thì nó phải làm sao? Không độc. Không độc mà lại tráng được gương. Vậy thì đó là đáp án đúng là đáp án B, bỏ glucose. Câu số 3. Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho? Thế các cháu ăn nho xanh, các cháu bảo mấy bạn nữ ăn nho xanh bảo ui nho chua lè, làm gì có đường trong đấy. À, thực ra đây là quả nho chín đó, có nhiều trong quả nho chín. Thì ở đây chúng mình nhắc lại cho các cháu nhớ một chút nhá. Glucose được gọi là đường nho. Saccharose được gọi là đường mía hay là đường thốt nốt. Fructose thì được gọi là đường mật ong. Còn tinh bột thì chẳng là đường gì cả. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. A các cháu nhé. Câu số 4 ạ. Câu số 4 ạ. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit ạ? Lưu ý ở đây là không thủy phân trong môi trường axit. Thế thì các cháu lưu ý ạ. Ở đây nhé, các anh polysaccharide như tinh bột và sen thì đều có thủy phân trong môi trường axit này. Được chưa? Các anh disaccharide như là sắt và man thì đều có thủy phân trong môi trường axit này. Vậy ở đây chỉ có các anh monosaccharide là không có phản ứng thủy phân. Được chưa? Vậy tụi monosaccharide mà không có phản ứng thủy phân. Vậy thì đáp án đúng chúng ta là gì? Đây là poly này, sen là poly này, sắt là di này. Tinh bột cũng là poly này. Vậy là gì ạ? Glucose là monosaccharide thì không có phản ứng thủy phân. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, glucose nhá. D, glucose. Câu số 5. Khi bị ốm. Câu số 5, khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thì thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền thì có tác dụng lên là nào? Nhiều người ốm bị mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất lượng chất trong dịch truyền có tác dụng lên là. Thế thì chúng ta bị ốm ấy thì chúng ta sẽ phải truyền dịch đường. Thế thì chất ở trong dịch đường đấy là glucose. Ok ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Rất là mong muốn tất cả các cháu hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây một buổi học free ạ, và giúp chúng mình tác tất cả các bạn để mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Đây là một buổi mà chống liệt hóa. Thế nên những bạn học giỏi thì là sáng mai học nhé. Còn ở đây là buổi chống liệt hóa để dành cho các bạn mà sợ bị mất gốc nhá. Sợ mất gốc thì vào đây học ạ. Ok ạ, chúng mình cần hết ạ. Nào câu số 6. Polymer thiên nhiên X. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Sinh ra trong quá trình quang hợp dưới cây xanh, tạo với iốt có hợp chất màu xanh tím. Đây này, cái này này, cái này rất nhiều đứa toang này. Tạo với iốt hợp chất có màu xanh tím ạ. Polymer X mà lại tạo với iốt mà lại có màu xanh tím. Đấy, các cháu cùng nhớ xem với chú Bình xem là đáp án gì ạ. Căng thẳng đấy ạ. Nhiều cháu quên hết mất rồi. Chú Minh tin là nhiều cháu quên rồi. Nào, màu xanh tím, đây chú Bích vừa mới chỉ cho xong đi ạ. Ở đây ạ, đây 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 đây. À, màu xanh tím, đây, iốt với gì ạ? Tinh bột, được chưa ạ? Vậy thì đáp án đúng chúng ta chỉ cần nhớ một từ chốt thôi ạ. Vậy câu 6 chúng ta là đáp án đúng chúng ta là đáp án A, tinh bột nhá. Tinh bột có màu xanh tím ạ. Câu số 7 ạ. Saccharose và glucose thì đều có phản ứng gì ạ? Saccharose và glucose thì đều có phản ứng. Lưu ý ở đây để bài bỏ là đều có phản ứng thì nó là phản ứng gì? Sắc và glu ạ. Sắc là disaccharide, glu là monosaccharide, thì cả hai này thì đều có phản ứng với gì? Nó đều có OH đa kề. Được chưa? Đây thì mình nhìn nhá. Sắc đây ạ. Chúng ta nhìn này. Sắc thì đều có tác dụng với COH hai lần để tạo thành dung dịch màu xanh lam này. Glu này. Glu cũng tác dụng với lại COH hai lần tạo dung dịch màu xanh lam này. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Đây, đáp án chúng ta là đều có phản ứng với lại COH hai lần. Đáp án đúng là đáp án C nhá, tạo dung dịch màu xanh lam. Câu số 8. Câu số 8. Phát biểu nào sau đây là sai?
Câu số 8, phát biểu nào sau đây là sai? Glu và xác đều là carbohydrate, cái này đúng. Trong dung dịch glu và phờ rúc đều hòa tan được CO2 hai lần. Chính xác. Glu và xác đều phản ứng trắng bạc. Xác có phản ứng trắng bạc không ạ? Đây các cháu mở ra đây xem luôn. Xác có phản ứng trắng bạc không? Đây nhìn này. Xác này, carozơ này. Có trắng bạc không? Không có trắng bạc, để gạch chéo luôn, không có trắng bạc. Nhá. Xác carozơ không có trắng bạc. Vậy đáp án đúng của chúng ta là phát biểu sai là phát biểu C. À có nhiều bạn hỏi đây là sách gì ạ? Đây là sách chống liệt hóa của chú Minh Mialin ạ. Bạn nào muốn đăng ký sách thì vui lòng inbox theo link hoặc là inbox cho nick Vũ Tuấn Minh của chú Minh nhá. Được chưa? Bạn nào muốn đăng ký sách. Ok. Câu số 9 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu số 9, phát biểu nào sau đây là đúng? Phân tử cellulose được cấu tạo từ các gốc fructose. Cellulose được cấu tạo từ các gốc fructose. Sai ạ, đúng không ạ? Cellulose được cấu tạo từ các gốc alpha của glucose nhá. Sai. Fructose không có phản ứng trắng bạc. Fructose không có phản ứng trắng bạc á. Xem nhá, đây, fructose này có trắng là được hai bạc. Nhìn thấy chưa? Vậy là toang, sai tiếp. Fructose có trắng bạc. Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, xem có đúng không ạ? Amylopectin. Đây cả nhà nhìn ạ. Amylopectin, đây cấu trúc mạch phân nhánh xoắn lò xo. Đúng chưa? Đấy. Vậy amylopectin chúng ta là gì ạ? Có cấu trúc mạch phân nhánh là đúng, hoàn toàn chính xác. Đáp án đúng là đáp án C. Ý. Câu số 10 ạ. Câu số 10 ạ. Cả nhà cùng làm xem ạ. Hôm nay cả nhà học hơi bị kém nhiệt tình đấy ạ. Nào, rất là mong muốn là cả nhà cùng comment nhiệt tình đáp án lên đây ạ. Và giúp chú Minh tắt tất cả các bạn bị mất gốc vào đây vậy ạ. Thanh niên nào mà chưa xe thì xe giúp chú Minh ạ. Câu số 10 ạ. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau, phát biểu đúng là. Glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Chính xác. Chất béo là DST. Sai, chất béo là triete. Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Chính xác. Ở nhiệt độ thường thì triolein ở trạng thái rắn. Ở nhiệt độ thường thì triolein nó ở trạng thái lỏng chứ không phải rắn. Trong mật ong thì có nhiều chứa nhiều fructose. Chính xác. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. Chính xác. Vậy mình có số phát biểu đúng là 1, 2, 3, 4. 4 phát biểu đúng. 4 phát biểu đúng, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Nhá. 4 phát biểu đúng, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D. Ok, chúng mình thấy có rất nhiều bạn comment đúng luôn ạ. Hello, chào cả nhà. Rất rất nhiều bạn comment đáp án đúng luôn. Rất chính xác. Nào, câu số 11 ạ. Câu số 11 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu số 11, phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Dung dịch saccharose phản ứng với COH 2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam ạ. Dung dịch saccharose phản ứng với COH 2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam, đúng không ạ? Sac chúng ta có hoạt đa kề đúng không? OH đa kề thì có tác dụng với lại COH 2 lần tạo dung dịch màu xanh lam không? Có, chính xác. À đúng luôn. Được chưa? Cellulose bị thủy phân trong dung dịch kiềm là sai, thủy phân trong dung dịch axit. Glucose bị thủy phân trong môi trường axit, sai, glucose không bị thủy phân. À, tinh bột có phản ứng trắng bạc. Tinh bột có phản ứng trắng bạc, sai nốt. Câu số 12 ạ, câu tính toán đầu tiên ạ. 12 ạ, 12 các bạn ơi, đáp án gì ạ? 12 câu tính toán đầu tiên ạ. Câu số 12. 12 không biết là cả nhà cho ta đáp án gì ạ? Đây nhá, chúng ta cùng tính toán nhá. Nào các bạn cùng lấy máy tính là bấm cùng chúng mình à. Mình có này, có phải là 1 glucose 1C6H12O6 thì nó cho chúng ta là gì ạ? Hai bạc đúng không ạ? Nó cho chúng ta hai bạc. Đúng không? Thế thì vậy hoàn toàn mình có này, số mol bạc của chúng ta là bằng 10,8 chia cho 108 thì bằng 0,1. Vậy suy ngược lại được số mol của glucose bằng 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được nồng độ bằng 0,05 chia cho 0,5 thì bằng 0,1. 0,1, vậy đáp án đúng là đáp án D ạ, 0,1. Ok. Rất là dễ thôi. Quá dễ ạ. Đây là những cái câu mà chống liệt mà cả nhà. Những câu chống liệt thì làm nó dễ ẩn ợt đi ạ. Đúng không ạ? Chú ý là làm đừng bị sai câu này, không phải sai câu này nhục. Câu số 13. Thủy phân M gam saccharose trong môi trường axit. Thủy phân saccharose trong môi trường axit M gam sac. Sac là C12H22O11, đúng không ạ? Thủy phân sắc trong môi trường axit thì thu được glucose. Glucose thu được 1 glucose. Số mol glucose bằng 10,8 chia cho 180 ạ. 10,8 chia 180 bằng 0,06 mol. 0,06 mol glucose, vậy suy ngược lại. Hiệu suất 90%. 0,9. Thuận nhân nghịch chia. 0,06 nhân 1 chia 1 bằng 0,06. Được chưa? Thuận nhân nghịch chia chia cho 0,9. 0,06 mà chia cho 0,9 thì nó bằng là, đây,
được bao nhiêu nhân với 342? Sacrose 342. 342 là saccharose. Vậy đáp án đúng là 22,8 gram nhá cả nhà nhá. 22,8 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 22,8. Câu 14 ạ. Câu 14 ạ. Đốt cháy hoàn toàn M gam. Nào. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp gồm cellulose, tinh bột, glucose và saccharose thì cần 2,52 lít oxy. Thu được 1,8 gam nước. Thế thì các cháu mà sợ liệt ơi các cháu. Đây nhá. Nhìn đây để chúng mình hướng dẫn này. Một cái là ăn ngay luôn này. Cellulose này, tinh bột này, glucose và sắt này. Được chưa? Thế thì các cháu phải lưu ý cho chúng mình cái chỗ điểm này nhá. Thế thì cái bọn này này, cái bọn cellulose này, tinh bột này và bọn saccharose này thì nó có điểm gì đặc trưng ạ? Nó đều là carbohydrate nhá. Mà khi nó đều là carbohydrate ấy thì chúng ta đều có thể là quy đổi nó về gồm carbon và nước, được chưa? Quy đổi hỗn hợp này về carbon và nước. Cứ nhớ chúng mình nhá, cellulose, tinh bột, glucose và sắt thì chúng mình quy đổi nó về sen và nước ạ. Ok ạ. Thế thì ở đây là cần 2,52 lít oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy bằng 2,52. 2,52 chia 2,4 bằng 0,1125. 0,1125 thu được CO2 và H2O. Được không ạ? Tới đây chúng ta đi bảo toàn. Đây này, mình nhìn bảo toàn nước, nước chui hết vào đây. Vậy oxy chui vào trong CO2 0,1125. Vậy chỗ này là 0,1125 nhá. 0,1125, vậy đến đây mình bảo toàn carbon. 0,1125 thì đây là 0,1125. Ok chưa ạ? 0,1125 và nước. Nước ở đây là 1,8 thì số mol là 0,1. Vậy 0,1 này. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng luôn nhá. Tới đây chúng ta tìm được khối lượng luôn. Khối lượng là bằng 12 nhân 0,1125 cộng với 18 nhân 0,1 bằng 33,15 gram. 3,15 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 15. Câu số 15 ạ. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp gồm glucose và saccharose. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp gồm glucose và saccharose. Tương tự như vậy chúng ta cũng quy đổi ạ. Glu là về carbon. Glu và sac là đều về carbon và nước ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy giúp chúng mình là share lại video này lại về tường ạ và tác tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây giúp chúng mình với ạ. Nào, đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp gồm glu và sac. Đây. Thu được CO2 là 0,3, H2O là 5,04, 5,04 chia 18 bằng 0,28 ạ. Đến đây mình đi bảo toàn nước, 0,28 thì đây là 0,28. Bảo toàn carbon đây là 0,3 thì thằng này là 0,3. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng ạ. 0,3 nhân 12 cộng 0,28 nhân 18 bằng 8,64 gam ạ. 8,64 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án 8,64, đáp án đúng là đáp án C. 8,64. Câu số 16. Câu số 16. Số nguyên tử oxy trong phân tử glucose là. Uầy, câu này dễ ợt đúng không ạ? Số nguyên tử oxy trong phân tử glucose là gì ạ? Là bao nhiêu ạ? Mình phải nhớ về công thức phân tử của glucose C6H12O6. Vậy số nguyên tử oxy của nó là bằng 6. Đáp án đúng đáp án D để các cháu nhìn nhỉ. Đây là trong đề minh họa trung học phổ thông quốc gia 2020. Đấy, chúng mình không phải là bịa đâu. Thế nên là các cháu đừng có nhìn thấy bảo là dễ quá để chúng mình bịa, không phải ạ. Nào, câu số 17 ạ. Câu số 17. 17 ạ, cho 90 g glucose. Cho 90 g glucose lên men rượu với hiệu suất là 80% nhá. Glucose là C6H12O6. 90 chia cho 180 thì bằng 0,5. Lên men hiệu suất 80% là 0,8. Được chưa ạ? 2 lần CO2, 0,5 nhân 2 bằng 1, thuận nhân 1 nhân 0,8 bằng 0,8. 0,8 mà nhân 2,4 ạ. 0,8 nhân 2,4 thì đáp án là bao nhiêu cả nhà? 17,92. 17,92, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Ok ạ. Cả nhà ơi, cả nhà có hiểu không ạ? Cả nhà có hiểu không ạ? Nếu mà hiểu thì vui lòng chấm một cái để chúng mình biết đấy ạ. Những cái câu này là những câu về chống liệt hóa nên chúng mình rất là mong muốn là tất cả các cháu cùng comment đáp án. Được chưa? Để các cháu cùng comment đáp án và các cháu cùng giải. Đừng để bị nhầm lẫn ạ. Chúng mình ở đây có vai trò nhiệm vụ là giúp cho các cháu không bao giờ bị nhầm lẫn. Câu số 18. Chất rắn X vô định hình màu trắng. Chất rắn X vô định hình màu trắng. Không tan trong nước nguội. Ok. Saccharose vứt
saccharose tan trong nước nguội thì phân X với xúc tác enzyme hoặc axit thu được chất Y. Thế thì nếu mà mình thủy phân cellulose thì không bao giờ thu được saccharose đâu ạ. Thủy phân cellulose thì chỉ thu được glucose thôi. Vậy bỏ nó đáp án C. Vậy mình chỉ còn ạ, thủy phân tinh bột cũng không bao giờ thu được sac, vứt nốt. Vậy ạ, chất rắn X vô định hình là tinh bột, màu trắng không tan trong nước nguội. Thủy phân tinh bột với xúc tác axit hoặc enzyme thì thu được glucose. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đấy, đáp án đúng chúng ta đáp án gì ạ? À, chúng mình dạy cực kỳ chậm rồi. Ok, chúng mình sẽ dạy chậm lại cho các cháu cùng theo dõi nhá. Ok, vừa nãy bắn hơi nhanh ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Và rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình Mialin ạ. Bây giờ chúng mình sẽ hướng dẫn chậm chậm để cho tất cả các cháu cùng theo dõi ạ. Bạn nào hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ. Và chúng mình tag tất cả các bạn của các cháu vào trong buổi học này với ạ. Câu số 19 ạ. Câu số 19. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Nào, trong số các chất sau đây, chất nào thuộc loại disaccharide ạ? Đầu tiên là gì ạ? Glucose là monosaccharide nhá. Tinh bột là polysaccharide nhá. Fructose là monosaccharide nhá. Ở đây chỉ có anh cháu nào ạ? Ở đây chỉ có cháu saccharose. Saccharose chúng ta là disaccharide. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Saccharose. Disaccharide. Câu số 20. Câu số 20 ạ. 20 đáp án gì ạ? Hello, chào tất cả các cháu ạ. 20 đáp án gì ở cả nhà ơi? 20 ạ. 20, hello. Cho 54g glucose. 54g glucose là C6H12O6. Chúng ta tìm được số mol glucose bằng 54 chia cho 180, đúng không? 54 và chia cho 180 thì bằng 0,3 mol ạ. 0,3 mol. Lên men với hiệu suất 75%, 0,75 thu được 2 lần C2H5OH. Cháu này là 0,3 nhân 2 thì bằng 0,6. Thuận nhân với 0,75. 0,6 mà nhân với lại 0,75 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,6 nhân 0,75 bằng 0,45. 0,45. 0,45, vậy đến đây chúng ta tìm được khối lượng bằng 0,45 nhân 46 bằng đây ạ, 21,7 gram. À, 20,7 ạ. 20,7 gram. 20,7 gram, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Ok các cháu ơi, 20,7, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án gì ạ? À, đáp án B, bò. 20,7 gram. Ok ạ. Đây chúng mình đang nói chậm chậm để cho các cháu cùng học đấy ạ. Đấy nhá, cực chậm nhá. Tua chậm. 21. Tinh thể chất rắn X. 21 ạ. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. À, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. Glu, fruc, sac đều thỏa mãn. X có nhiều trong quả nho chín. Quả nho chín vậy không thể là fruc được. Fruc là mật ong, sac là mía. Được chưa? Vậy quả nho chín thì là glucose, được gọi là đường nho. Khử X có nghĩa X tác dụng với hydro ạ. Thì thu được chất hữu cơ Y. Vậy thì chắc chắn là glucose và tác dụng với hydro thì tạo thành gì ạ? Đây, nhiều cháu nào mà không nhớ thì nhìn vào đây ạ. Glucose tác dụng hydro thì tạo thành sorbitol, nhớ chưa ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Glucose và sorbitol. Ok. Câu 22. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide ạ? Câu 22. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide ạ? Thế thì monosaccharide đây ở trong sách đấy ạ. Monosaccharide đấy thì gồm có glucose và fructose, các cháu nhớ chưa? Vậy monosaccharide ở đây là gì ạ? Glucose, còn saccharose là disaccharide, cellulose là polysaccharide, tinh bột cũng là polysaccharide, được chưa? Câu 23. Cho 90g glucose. 23 cho 90g glucose. Glucose là C6H12O6, chúng mình nói chậm cho các cháu nha. Lên men với hiệu suất 80%. 80% thì có phải bằng là 80 chia 100 là bằng 0,8 không ạ? Thu được 2 lần thằng C2H5OH. Được chưa? Thế thì số mol của glucose bằng 90 chia cho 180 thì bằng 0,5. Thì suy ra được số mol của C2H5OH bằng 0,5 nhân 2 chia 1 bằng 1. Lưu ý ở đây có hiệu suất thì mình có là thuận nhân nghịch chia. Được chưa? Thuận nhân nghịch chia với đây chủ thuận nhân 0,8 thì bằng 0,8. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của CH5OH bằng 0,8 nhân với C2H5OH phân tử khối bằng 46 bằng 36,8 gam ạ.
36,8 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy giúp chú Minh chia sẻ lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tắt tất cả các bạn và các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 24 ạ. 24 đáp án gì ạ? Hôm nay cả nhà học rất là nhiệt tình nhá. Rất là cảm ơn cả nhà nhé. Chú Minh cực kỳ vui luôn khi mà thấy cả nhà học nhiệt tình như vậy. Ok ạ. Câu số 24 ạ. Cellulose thuộc loại polysaccharide là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật. Có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức của cellulose là. Công thức của cellulose là. Đó đây, cellulose đây. Ôi rồi, ôi trong sách này có hết đây này. Cellulose đây. Đây. Đúng không ạ? Đấy, công thức của nó đấy ạ. C6H10O5 nhá. C6H10O5. Nhưng mà chú ý phải là tất cả N lần. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok ạ, câu số 25. Câu số 25. Cho 1,8 gram fructose. Cho 1,8 gram fructose C6H12O6 1,8 này. Tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Thì bởi vì là trong thằng glucose chúng ta có một con chó. Được chưa? Nên nó sẽ chán được hai thằng bạc. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số bon glucose là 1,8 chia cho 180. 1,8 mà chia cho 180 thì bằng 0,01. Suy ra số mol bạc bằng 0,01 nhân 2 thì bằng 0,02. Được chưa? 0,02 mà nhân với lại 108 thì bằng 2,16 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C ạ. 2,16 gram. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok, chúng mình thấy rất rất nhiều cháu comment đáp án đúng luôn ạ. Tuyên dương tất cả các cháu đã comment đáp án đúng ạ. Câu số 26 ạ. 26 đáp án gì ạ? Glucose là một monosaccharide có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucose là. Glucose là một loại monosaccharide có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucose là gì? Xem nào. Glucose lúc nãy chúng ta vừa làm là gì ạ? C6H12O6. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D. 27 nhá. 27 lại một câu tính toán nữa của chúng mình ạ. Cho m gam fructose. Cho m gam fructose C6H12O6 tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3. AgNO3 trong NH3. Thường thì fructose thì không trắng bạc. Nhưng mà trong môi trường kiềm thì fructose chuyển thành glucose lại trắng được bạc. Đấy chưa? Thu được một thằng này thu được hai thằng bạc. Số mol bạc bằng 4,32. 4,32 mà chia cho 108. 4,32 chia 108 bằng bằng bao nhiêu? 0,04 mol. 0,04 mol. Số mol bạc bằng 0,04 mol thì ngay lập tức chúng ta suy ngược lại được số mol glucose bằng 0,04 này nhân 1 này chia 2 này bằng 0,02 mol. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số khối lượng của fructose bằng 0,02 nhân 180 bằng 3,6 gam. Các cháu nhìn rõ chưa? 3,6 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bò 3,6 gam. Ok bạn nhá. Các bạn có hiểu không ạ? Ok không ạ? Nào sang câu số 28 ạ. Câu số 28. Cho m gam glucose. Glucose đây ạ. C6H12O6. Tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong NH3. Giờ mình quen rồi. Một glucose mình chán được hai bạc. Vậy số bon bạc chúng ta bằng 3,24 mà chia cho 108 thì bằng 3,24 chia 108 bằng 0,03 mol. 0,03 mol. Vậy ngay tức mình suy ngược lại được số mol glucose 0,03 nhân 1 chia 2 bằng 0,015 mol. 0,015 mol, vậy mình tìm được giá trị của m bằng 0,015 nhân 180 bằng 2,7 gam. 2,7 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. 2,7 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu 29. Câu 29 ạ. 29 à. Nào các cháu ơi, câu 29 đáp án gì ạ? 29 ạ, cùng comment đáp án với chúng mình xem ạ. Saccharose là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt của cải đường. Công thức của saccharose là. Nào, saccharose là loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt của cải đường. Công thức phân tử của saccharose là C12H22O11. Đáp án đúng là đáp án C. Ok ạ, 30 ạ.
đun nóng 100 ml dung dịch glucose amon. Đun nóng 100 ml dung dịch glucose amon ạ. Glu ạ. Amon ạ. Với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì mình thu được hai lần thằng bạc. Bởi vì một glucose chúng ta vừa làm từ nãy giờ là trả được hàng bạc. Vậy mình có số mol kết tủa là 21,6 chia cho 108 thì bằng 0,2. Vậy mình suy ngược lại được số mol glu là 0,2 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,1. Vậy mình tìm được số mol glucose của mình bằng 0,1. 0,1 bây giờ đề bài hỏi nồng độ, giá trị của A để nồng độ. 0,1 chia cho 0,1. 0,1 mà chia cho 0,1 thì bằng bao nhiêu ạ? 1 đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ, 1 ạ. Dễ ẩn ợt đúng không ạ? Dễ hơn cả húp cháo luôn. Nào tiếp tục ạ. Câu 31. 31 đáp án gì ạ các cháu? Tinh thể chất X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong, từ chốt là từ mật ong. X có nhiều trong mật ong. Vậy thì do X có nhiều trong mật ong nên chắc chắn X chúng ta phải là gì ạ? Fructose. Nhá, đáp án đúng là đáp án A. Không cần đọc gì nhiều nữa, bởi vì ở đây mình đang là chống liệt. Câu 32. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Polysaccharide thì chỉ có hai anh thôi. Hai anh là một anh là gì ạ? Tinh bột, một anh là gì ạ? Là cellulose. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok ạ, các cháu có hiểu bài không ạ? Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi học này ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại video này, bởi đây là một bài học free ạ, và giúp chúng mình tắt tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ, để chúng mình độ hóa. Câu số 33. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây này. Cây mía. Cây mía thì nó chỉ có thể là gì ạ? Không thể là glucose được. Vứt. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Saccharose. Nhá. Saccharose. Saccharose. Và từ từ ạ. Chất X được chuyển hóa thành chất Y. Chất X được chuyển hóa thành chất Y dùng để tráng gương, tráng đột phích. Từ từ ạ. X được chuyển hóa thành chất Y để tráng gương, tráng đột phích. Vậy Y của chúng ta là gì? Y của chúng ta là glucose. Vậy X là saccharose và Y là glucose. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D ạ. Saccharose và glucose. Ok nhá. Câu 34. Câu 34. Chất thuộc loại disaccharide là 34 ạ. Chất thuộc loại disaccharide là, thuộc loại disaccharide thì là gì ạ? Bọn nào ạ? Monosaccharide là glu và fructose đúng không cả nhà? Monosaccharide là glu và fructose. Vậy disaccharide là saccharose và maltose. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, saccharose. Ok. Câu 35 ạ. 35 đáp án gì cả nhà ơi? 35 ạ. 35 cho chúng mình một cái đáp án với ạ. 35 là trong đề Sở Giáo dục Hà Nội lần 2 năm 2020. Chất X có nhiều trong quả nho chín. Chất X có nhiều trong quả nho chín ạ. Thế thì nó là gì? Có từ quả nho chín và nó là glucose rồi. Bỏ luôn tinh bột. Bỏ luôn phải lúc cho A luôn. Thấy không ạ? Quả nho chín là glu. Mía đường là gì ạ? Sắc. Đúng không ạ? Mật ong là fructose. Cứ thế mà làm thôi. 36. Nào mình sang câu 36, một câu tính toán tiếp theo. 36. Lên men. Lên men dung dịch chứa 300 glucose, 300 gram glucose C6H12O6. Được chưa? Thu được 92 gram ancol metilic. Sao lại ancol metilic? Ancol etilic ạ, chỗ này gõ sai đấy ạ. Thế thì 300 gram glucose thì số mol là bằng 300 chia cho 180. Đây số mol ban đầu ạ. Được chưa? Lên men thì thu được 2 lần thằng C2H5OH. Thì phản ứng, thì sau phản ứng thì số mol của C2H5OH thu được là bằng 92 chia cho 46 thì bằng 2 mol. Vậy suy ngược lại được số mol của glucose lên men cũng phải là bằng 2 mol. Đúng ạ. Từ từ ạ. 2 nhân 1 chia 2 thì bằng 1 mol. Ok, vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được hiệu suất ạ. Hiệu suất thì bằng số mol phản ứng chia số mol ban đầu. 1 chia cho mở ngoặc đơn 300 chia 180 bằng nhân 100%, 60% ạ. Hiệu suất của quá trình lên men bằng 60%. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đây, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 60%. Ok, hiểu bài không ạ? Cả nhà ơi, cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà hiểu bài thì chấm một cái để cho chúng mình biết là các cháu hiểu bài với ạ. Cháu nào và chưa kịp xe thì xe ngay cái buổi học này lại về tường ạ. Bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tắt tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Nào, câu số 37. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ?
Monosaccharide là glu và fructose. Vậy disaccharide chỉ có thể là cháo saccharose mà thôi. Ok, rất là dễ dàng đúng không ạ? Đây là phần chống liệt hóa. Ok ạ, câu 38. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Chúng mình vừa nhắc xong. Monosaccharide là gì? Glu và fructose. Vậy ở đây là gì ạ? Đáp án đúng là đáp án D ạ. Fructose. Câu 39. Câu 39 ạ. Thủy phân m gam tinh bột với hiệu suất 75%. Ôi chết rồi. Hết pin rồi các cháu ạ. Ôi chắc phải hẹn gặp lại các cháu vào buổi sau thôi. Của chú vừa bị hết pin. Bye bye, chào tạm biệt.